Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Được biết khi phát hiện cháy chung cư, vợ trung tá Kim Thanh Phi, trợ lý kế hoạch tổng hợp, phòng tham mưu hành chính của Học viện Phòng không Không quân đã gọi điện thoại cho anh về để ứng cứu. Rất may vợ và con anh đã đu dây thừng thoát nạn. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người mắc kẹt bên trong. Trung tá Phi không ngần ngại lao vào tầng 4 của tòa nhà để cứu các nạn nhân. Theo Trung tá Kim Thanh Phi, khi anh được trực ở đơn vị hơn 23 giờ, ngày 12 tháng 9 thì có điện thoại vợ gọi đến. Thường ngày thì vợ anh chẳng gọi giờ này, linh tính đã mách bảo anh có chuyện chẳng lành. Anh ơi, chung cư nhà mình bị cháy. Nghe tiếng thất thanh của vợ lẫn tiếng la hét xung quanh, anh vội báo cáo chỉ huy cơ quan rồi tức tốc đi xe máy về chung cư mini ở phố Khương Hạ, nơi vợ và hai con trai anh cùng hàng trăm người đang lúc nguy nan. Theo anh, khi về đến đầu ngõ thì nhận được cuộc điện thoại lạ. Nghe máy thì tiếng vợ thông báo đã thoát nạn từ tầng 2 bằng cách đu thang dây qua ban công và được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn. Anh Phi thở phào, nhưng tiến vào trong ngõ tiếng người la hét, các chiến sĩ cứu hộ chạy sầm sập đưa nạn nhân ra ngoài, tiếng còi cứu hỏa xé tan màn đêm. Theo Trung tá Kim Thanh Phi, khu chung cư lúc này lửa đang ngùn ngụt ở tầng 4, lại gần khu nhà nóng gian, khói đặc quánh. Vợ con tôi đã an toàn, nhưng còn rất nhiều người mắc kẹt trong tòa nhà. Không chút đắn đo, tôi xông vào trong đó để giúp đỡ họ. Do chung cư nằm giữa ngách nhỏ, quan sát các chiến sĩ cứu hỏa dừng cách đó hơn 200 mét, đang nỗ lực dùng vòi rồng để phun nước vào. Lực lượng cứu hộ và người dân tham gia cứu hộ ở mặt đất rất đông. Trong khi trên các tầng của khu chung cư, nhiều người đang la hét. Trung tá Kim Thanh Phi lập tức chạy ra phía sau và lên tầng thượng của nhà bên cạnh. Tại đây, anh cùng với lực lượng cứu hộ phá cửa sổ tầng 7 phía sau và đưa được gia đình ở đây thoát nạn. Sau khi lực lượng cứu hộ nối thang dây và đưa người từ tầng 9, tầng thượng của khu chung cư xuống tầng thượng nhà bên cạnh, anh Phi và lực lượng cứu hộ đã cõng nạn nhân xuống bàn giao cho bộ phận y tế. Cứ thế, anh tiếp tục lên cõng các nạn nhân khác xuống. Anh Phi vẫn còn ám ảnh khi bế một cháu bé theo lối cầu thang nhà bên cạnh xuống. Tuy cháu kiệt sức nhưng vẫn thều thào, cứu mẹ cháu với. Rồi nhiều nạn nhân tìm cách thoát nạn bị đa chấn thương, máu bết vào áo anh Phi. Sáng hôm sau, tuy người mệt nhoài, lê từng bước chân sau cả đêm nỗ lực tham gia cứu hộ, nhưng anh Phi vẫn cố gắng cùng lực lượng chức năng tìm dập các đám cháy còn âm ỉ trong nhà chung cư, thu dọn ống cứu hỏa. Theo vợ Trung tá Kim Thanh Phi, sau khi tôi thông báo ba mẹ con đã thoát hiểm an toàn, anh Phi mất hút đến 8 giờ sáng hôm sau mới liên lạc được, làm mẹ con tôi rất lo lắng. Vì tính mạng của nhân dân, không do dự lao vào hiểm nguy, tham gia cứu được nhiều người, thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Hành động của Trung tá Kim Thanh Phi thật đáng khâm phục. Ngày 13 tháng 9, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình bị nạn, trong đó có gia đình Trung tá Kim Thanh Phi đang tạm cư tại nhà số 5C ngách 68, ngõ 29 phố Khương Hạ, tổ dân phố 18, phường Khương Đình. Tại đây, sau khi nắm được thông tin về hành động dũng cảm cứu người của Trung tá Kim Thanh Phi, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đã bày tỏ rất cảm kích, đồng thời hỏi tại sao vợ và các con anh thoát nạn an toàn. Trung tá Kim Thanh Phi báo cáo với đồng chí Đinh Tiến Dũng, cách đây mấy tháng, hai con trai sinh đôi 8 tuổi của anh được các cô giáo dạy cách thoát hiểm nếu xảy ra cháy. Tối hôm ấy, các con về hỏi bố, nhà mình đang ở nếu bị cháy sẽ xử lý thế nào? Anh Phi mắng con không được nói gở. Nhưng vẫn hướng dẫn con, nếu có cháy phải hết sức bình tĩnh, xảy ra cháy ở tầng 1 và các tầng khác thì nhanh chóng đóng cửa, dập cầu giao điện, lấy khăn hoặc áo ngâm nước che mồm, mũi, rồi ra mở cửa ở ban công, lấy dây buộc vào cửa, rồi theo dây xuống đất. Hôm sau, anh Phi làm thêm cánh cửa thoát hiểm ở ban công, mua dây thừng để cạnh, tiếp tục hướng dẫn các con cách thoát nạn và dặn vợ con vị trí để chìa khóa, để khi cần mở cửa ở ban công. Đêm 12 tháng 9 khi chung cư bị cháy, vợ con anh Phi đã thực hiện đúng quy trình đã được hướng dẫn nên may mắn thoát nạn. Nghe xong câu chuyện của Trung tá Kim Thanh Phi, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội rất xúc động và đề nghị các cấp trong thành phố có các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho người dân, đồng thời từng gia đình, nhà trường, từng người dân cần chủ động hướng dẫn, trang bị kỹ năng thoát hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng nếu không may xảy ra hỏa hoạn. Trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, việc cứu hộ đôi lúc bị gián đoạn vì sức nóng khủng khiếp. Bằng kinh nghiệm được học và trải qua thực tế, hơn 30 thành viên của đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel được lực lượng chức năng cứu hộ hàng chục nạn nhân mắc kẹt trong tòa nhà. Các thành viên mặc áo dạ quang màu cam, bịt khẩu trang, khăn ướt, nhanh chóng lao vào bên trong tòa nhà. Họ mang theo bình oxy, bóng thở và các dụng cụ chuyên dụng nhằm hỗ trợ các nạn nhân bị ngạt thở liên tục trong nhiều giờ đồng hồ.
FAS Angel đã phát hiện và đưa được 12 người còn sống gồm trẻ em, thanh niên ra ngoài an toàn, chuyển họ đến cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Theo đội trưởng đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel, anh Phạm Quốc Việt, vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 12 tháng 9, tôi đang ở gần cầu Diễn để cứu trợ cho người dân bị tai nạn giao thông thì nhận được tin báo có vụ cháy tại Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, có nạn nhân đang bị mắc kẹt trong tòa nhà. Kiểm tra nguồn tin, tôi đã điều một xe sơ cứu ở khu vực ngã tư Sở, nơi tiếp cận gần nhất khu vực có hỏa hoạn. Lúc sau tôi nhận được tin của anh em trong lực lượng cứu hỏa, tôi đã bàn giao nạn nhân bị tai nạn giao thông nhẹ cho người khác để lái chiếc xe cứu thương 03 đến vụ cháy, trực tiếp chỉ huy thành viên trong đội phối hợp với các lực lượng chức năng giúp đỡ các nạn nhân. Thanh Việt chúng tôi leo lên các tầng kiểm tra và phát hiện hơn 12 người đang mắc kẹt tại các tầng và hướng dẫn họ cũng như cõng những người yếu hơn đi xuống bàn giao cho lực lượng ứng trực dưới mặt đất. Sau đó chúng tôi lại tiếp tục lên các tầng, lên đến tầng 8, lượng khói bụi vẫn còn rất nhiều. Chúng tôi kiểm tra xung quanh khu vực tầng 8, xác định không còn người nào sống. Chúng tôi đã quay xuống lực lượng cứu hỏa và trao đổi. Đến 3 giờ 30 phút sáng, chúng tôi bắt đầu cùng với lực lượng phòng cháy chữa cháy hỗ trợ đưa những người tử nạn ra khỏi tòa nhà và kiểm tra lần cuối cùng trước khi rời khỏi tòa nhà. Đến 7 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 9 mới kết thúc công việc tìm kiếm. Khi được hỏi ấn tượng lớn nhất của anh trong quá trình cứu hộ cứu nạn là gì, anh Việt cho biết, chúng ta không thể cứ mãi đau buồn vì những mất mát đã xảy ra, cần nhìn vào những nỗ lực của lực lượng chức năng, những người dân đã tham gia cứu hộ, những người sau vụ cháy tìm lại cuộc sống lần thứ hai để có thể sống tốt hơn, lan tỏa những điều tốt đẹp cho xã hội và làm sao để không còn những vụ việc tương tự xảy ra. Ấn tượng lớn nhất đối với chúng tôi là sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân đối diện với một hiện trường phải nói là thảm họa. Từ người dân đến lực lượng cứu hỏa, lực lượng công an phường, công an quận, rồi đến công an thành phố Hà Nội đã có mặt để ứng cứu và nỗ lực hết mình. Các cơ quan chức năng đã có mặt chỉ đạo thực hiện, đảm bảo an toàn, số lượng người cứu hộ không bị thương hoặc bị rất nhẹ. Trong hoạn nạn, tình người được chia sẻ, lan tỏa. Những người dân xung quanh đã tiếp nước, thức ăn cho lực lượng cứu hộ, đưa những tấm chăn, ga giường để bọc cho những nạn nhân xấu số. Điều đó rất xúc động. Chia sẻ về cơ duyên thành lập đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel, anh Việt cho biết, sau khi đội ngũ của tôi làm xe ôm, khi thấy người bị tai nạn giao thông, từ đó tôi sinh ra mong muốn được hỗ trợ cứu nạn. Ban đầu chỉ là cá nhân tôi bằng kinh nghiệm được huấn luyện trong quân đội, bằng kiến thức những người thân trong gia đình làm nghề y truyền đặt lại. Tuy nhiên khi thấy tôi cứu người bị tai nạn giao thông, nhiều người đề nghị tôi huấn luyện cho họ và họ mong muốn tham gia cùng, nhưng tôi không nhận vì thấy kinh nghiệm của mình chưa đủ. Cho đến khi thấy nhiều người bị tai nạn phải gọi người đến cứu hộ giữa đường và thường bị chặt chém, thế là tôi quyết định thành lập đội với mong muốn cứu hộ tai nạn giao thông và sửa xe cho những người có phương tiện tai nạn giao thông với giá cả vừa phải hoặc bảo quản tài sản phương tiện giao thông giúp họ. Lúc này tôi cũng đã trải qua khóa học sơ cấp cứu hiện trường từ các chuyên gia nước ngoài và cũng có kinh nghiệm để có thể hướng dẫn cho các thành viên trong đội. Đến nay, đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel không chỉ dừng lại cứu hộ cứu nạn những người bị tai nạn giao thông mà cả những vụ tai nạn lao động hay hỏa hoạn. Tất cả các thành viên trong đội được đào tạo huấn luyện sơ cấp cứu hiện trường và có chứng chỉ. Để trở thành thành viên của đội phải có đủ kỹ năng xử lý các tình huống hiện trường, đảm bảo bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường đến nơi xảy ra tai nạn để ứng phó. Các tình nguyện viên không có lương, không có thưởng nên họ phải có công việc ổn định hoặc có nguồn thu nhập ổn định để đảm bảo cuộc sống. Mặc dù tham gia làm thiện nguyện nhưng họ phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của đội cũng như quy định về chuyên môn trong cứu hộ cứu nạn. Vì là thiện nguyện nên để có trang thiết bị phục vụ cho công việc, anh Việt đã kêu gọi ủng hộ trên mạng xã hội và những người thân, người quen biết. Đến nay đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel đã được các nhà hảo tâm hỗ trợ, trong đó có các nhà hảo tâm là các cá nhân, doanh nghiệp như tập đoàn TNT hay ngân hàng SHB đã tài trợ cho đội chiếc xe cứu thương để phục vụ cấp cứu các trường hợp bị tai nạn nghiêm trọng. Anh Việt bày tỏ, chúng tôi đã có 3 xe cứu thương nằm trong mục tiêu 6 chiếc mà Trung tâm ứng phó sự cố Hà Nội đặt ra. Ngoài ra trong khoảng thời gian này, chúng tôi cũng được cộng đồng xã hội, nhà hảo tâm ủng hộ. Nhưng chưa thấm vào đâu, chỉ riêng vụ cháy chung cư mini Khương Hạ vừa qua đã tốn rất nhiều trang thiết bị và thất lạc do bị xáo trộn với các đơn vị khác. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục sau vụ cháy. Anh Việt mong muốn trong tương lai sẽ tiếp tục cống hiến vì cộng đồng. Chúng tôi tình nguyện trở thành bông hoa giản dị giữa đời thường, để từ đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến những người thân, những người hoạn nạn và sẽ gắn bó dài lâu với việc hỗ trợ sơ cứu. Còn sức mình sẽ còn làm, để bất cứ đâu cũng có người cần giúp đỡ là những thiên thần áo cam sẽ có mặt kịp thời.
Có thể thấy trong những đau thương mất mát lớn nhất vẫn lắng đọng tình người ấm áp, đó là sự sẻ chia, giúp đỡ, yêu thương đùm bọc của người dân, thể hiện truyền thống yêu thương. Vụ cháy chung cư mini ở thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ cháy này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.